Lời kể của phái mạnh khi rơi vào thế yếu khiến nhiều anh em có vợ nghe mà đồng cảm. Hai vợ chồng cũng có xô xát, nhưng mà thường thì mình là đàn ông, mình tay chân mình khỏe mạnh nên đâm ra nhiều lúc là mình hay nhường. Mà chị em thì lại cứ được thế là người ta cứ làm tới. Đâm ra là tay chân là cứ khua hết cả vào mặt mũi lung tung, nhiều lúc mà mình vẫn phải chấp nhận thôi. Vì phụ nữ họ cũng chỉ là cào gấu thôi. Những cái công việc ở nhà thì bình thường thì dọn dẹp nhà cửa này, bát đũa, cơm nước. Thì ngoài ra thì gia đình mình còn có kinh doanh thêm. Thì mình vẫn phải phụ giúp vợ trong cái thời gian mà bán hàng. Gần như là ngày mà để mà được đi làm xong về nghỉ ngơi thì cũng là thật sự là rất là hiếm có. Ví dụ tiền lương thì có thể vào tài khoản mình, nhưng mà đôi khi là vợ mình phải biết hết được cái thông tin là anh có bao nhiêu, hàng tháng anh tiêu bao nhiêu, cái việc này anh tiêu để làm gì và tại sao anh lại tiêu cái tiền này. Đó là cái mà mình cảm thấy cũng rất là bức xúc, tự mình phải lấy trộm những cái đồng tiền của mình. Thì đó là một cái thật sự là rất là đau lòng. Từ trước đến giờ mọi người hay nói đến quỹ đen thì mình nói thật sự là mình không bao giờ mình nghĩ đến quỹ đen. Nhưng mà đúng là trong cái cuộc sống hôn nhân, trong cuộc sống gia đình và chịu quá nhiều những cái gọi là áp lực từ vợ, thì đâm ra là bắt buộc người chồng phải xây dựng cho mình một cái gọi là cái quỹ mà người ta hay gọi là quỹ đen. Mà phải tiêu, phải giấu giếm bằng cái đồng tiền của mình, nhiều lúc là mình cảm thấy rất là ức chế, rất là khó chịu. Nói chuyện với nhau thì nhiều lúc là thì mình cũng muốn chả hạn như là ly dị. Em muốn ly dị nhưng mà vì nhiều lúc còn vì con, vì cái. Trong cái nhịp sống của hôn nhân thì vợ chồng mình thì cũng rất là nhiều lần dạn nứt rồi. Có khi hàng tuần, hàng tháng, có khi không ngủ với nhau. Là mình chỉ là gì, đôi khi là gì, mình chỉ muốn đi một nơi nào đó thật xa để cho một cái gì đó cho cái đầu mình thật sự nó thảnh thơi trong một giây phút nào đó. Sau đó rồi mình lại quay về rồi lại bắt đầu lại từ đầu.